Vâng, xin lại được chào toàn thể các bác. Gặp lại các bác trong clip ngày hôm nay. Thì shop tiếp tục giới thiệu cho các bác về những cái sản phẩm đi rừng. Thì sản phẩm ngày hôm nay shop muốn giới thiệu cho các bác đó là những cái đôi giày ngụy trang hay là giày đi rừng, giày đế liền dành cho các bác có nhu cầu mua ở đi rừng hoặc là các bác đeo thường ngày cũng được. Đây là hai cái mẫu giày mà bên shop đang tung ra thị trường và bán rất mạnh. Thì hôm nay shop mới làm cái clip này lên và đưa những video này lên kênh. Mong rằng các bác nào có nhu cầu thì các bác alo trực tiếp tới shop và xem hết video này. Shop sẽ giới thiệu cặn kẽ về cái sản phẩm ngày hôm nay. Đó là những đôi giày ngụy trang, chất liệu của nó như thế nào và giá thành là bao nhiêu. Đấy. Đây là hai cái mẫu giày mà shop đang giới thiệu. Thì đây là cái mẫu đầu tiên, các bác có thể gọi là mẫu số 1 khi các bác muốn mua hoặc là muốn hỏi chi tiết. Thì các bác gọi điện đến cứ hỏi, đây là mẫu số 1. Đây, mẫu số 1 này là mẫu cổ cao nha các bác nhá. Mẫu giày cổ cao. Đấy, các bác nhìn thấy đây. Đấy. Tất cả hai cái đôi giày này đều là giày ngụy trang hết. Đấy. Khi các bác đeo vào cái đôi giày này, khẳng định cho các bác biết là các bác đeo đôi giày này thì khẳng định mọi người là các bác là dân đam mê phụ kiện bẫy rồi. Đấy, ngụy trang, những đôi giày ngụy trang thể hiện lên cá tính của các bác. Đấy. Đây là đôi cổ cao, đế thì đều là đế cao su, đế liền các bác nhé, rất mềm. Đấy, rất mềm luôn. Mềm và nhẹ, đảm bảo các bác rất là nhẹ. Giày đế liền, không phải là những cái đôi giày như trước kia đó là đế rời thì nhiều khi các bác đeo nó sẽ bị bật, nhưng mà đảm bảo các bác những cái đôi giày đế liền như thế này thì chỉ có thể rách đi thôi chứ còn không thể bật được ra. Đấy. Các bác sử dụng lâu ngày có thể rách đi thôi chứ đảm bảo các bác là không bị bật nhé. Từng đường kim mũi chỉ đây các bác nhìn này, đều là liền hết. Đấy. Đây là đôi giày cổ cao. Đấy. Có dây đeo ở bên trong này. Đấy, dây của bác thắt này vào đây. Đấy, đôi này đều có size có số hết nhé các bác nhá. Đây là giày đế liền cỡ 265. Đấy. Tiếp tục đây là thêm mẫu số 2 giới thiệu các bác trong clip ngày hôm nay. Cái mẫu giày đi rừng, giày ngụy trang. Đó là cái mẫu giày đế thấp, à cổ thấp. Đấy, vừa xong là cổ cao, còn đây là cổ thấp. Đấy, cổ thấp này thì các bác đeo mùa hè thì sẽ hợp lý hơn. Còn nếu mà cổ cao thì các bác đeo mùa đông thì rất chi là hợp lý. Đấy. Này, màu này cũng sẽ đậm hơn cái mẫu số 1 một chút. Tùy các bác muốn lựa chọn màu nào. Màu nào thì cũng có cổ cao, cổ thấp nhé các bác nhá. Tùy các bác chọn màu thôi. Đều chất liệu bằng cao su. Đấy. Còn phần phía bên trên này thì là phần vải kaki. Đấy. Vải dày nhé các bác nhá. Đấy. Gần như dạng như là vải bò ạ. Rất dày dặn và chắc chắn. Và phía bên trên này thì được đệm bông, đệm mút. Để khi các bác đeo vào nó không bị chảy, không bị cọ sát ở cái phần cổ chân ấy. Đấy. Đảm bảo cho các bác là không bị chảy xước khi các bác đeo cả ngày. Đây là phần bên trong. Lót giày là cũng được may liền hết rồi. Nếu các bác nào muốn êm hơn một chút thì các bác tự thêm cho mình một đôi giày, đôi lót giày ở trong này nhá. Còn đế giày của cái đôi giày ngụy trang này thì được may liền hết rồi. Rất chi là chắc chắn và bền. Dành cho các bác đi rừng thì chắc chắn là phải bền rồi. Bền, nhẹ và chất lượng. Đấy là cái ba cái tiêu chí của hai cái đôi giày này mang lại. Đấy, đầu tiên là phải bền đã. Và nhẹ, rất nhẹ. Đấy, mềm nhẹ. Giá thành thì phải chăng. Đấy. Các bác là muốn mua thì các bác alo trực tiếp tới shop. Shop là đơn vị bán hàng kinh doanh nên là shop sẽ gửi hàng qua bưu điện. Đấy, các bác đặt hàng thì shop sẽ gửi qua bưu điện, các bác không phải đặt cọc gì cả. Khi các bác nhận được hàng, các bác được quyền kiểm tra xem đúng cái đôi giày mà các bác đặt khi xem video clip không. Thế nếu mà đúng cái đôi giày thì các bác nhận hàng thanh toán tiền giúp shop. Còn nếu như hàng không đúng như chất lượng như thế này, shop có thể hoàn lại hàng và đền tiền cho các bác. Nếu mà các bác nhìn cái đôi giày mà shop gửi đi nó không đúng chất lượng như thế này. Còn shop khẳng định các bác, khi shop quay video clip lên như thế nào thì hàng shop gửi đi sẽ là như vậy. Đấy, còn tùy thuộc vào các bác sử dụng đôi giày như thế nào. Giày cổ cao, cổ thấp, màu này, màu số 1 hay màu số 2. Đấy, rất mong các bác ủng hộ shop bằng cách xem video hay các bác ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở bên góc phải màn hình để theo dõi những sản phẩm mới nhất mà shop up lên. Xin kính chào toàn thể các bác, xin chào và hẹn gặp lại.